một con gấu trúc mới được đưa về thảo cầm viên. Vì là loại động vật hiếm, chỉ có duy nhất một cá thể ở vườn thú, nên nó được ưu ái khá nhiều thứ. Để giúp con gấu trúc có thể ngả lưng thư giãn, người ta đã tặng một chiếc ghế và dạy nó cách ngồi sao cho vững chắc. Thế nhưng, sau khi người huấn luyện rời đi, mỗi lần cố gắng trèo lên chiếc ghế, là mỗi lần gấu trúc té ngã đau điếng. Bực bội vì không thể được ngồi một cách đàng hoàng, nó đã mang chiếc ghế ném đi để kết thúc một vấn đề theo cách đơn giản nhất. Trong cuộc sống, để chấm dứt một sự kiện rất đơn giản, nhưng để chấm dứt một vấn đề lại khó hơn rất nhiều. Ai đó muốn đổ lỗi cho người khác để biện minh cho sai lầm của mình thì rất dễ, nhưng họ chắc chắn sẽ đối diện với hoàn tương tự trong tương lai. Muốn một vấn đề nào đó đừng lặp lại, thì không có cách nào khác hơn là cải thiện kỹ năng, thái độ ở ngay chính bản thân của chúng ta. Việc cải thiện kỹ năng, thái độ, kiến thức, nó sẽ làm bạn trưởng thành hơn, vĩ đại hơn và là nền tảng cho một nghị lực sống bám rễ và bước lên xanh tốt.